Chào mừng các bạn đến với channel mình là Slenderman đây. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ gọi là thử thách sinh tồn nha các bạn. Và lần này thì mình sẽ thử thách đó là sinh tồn ở trong kim tự tháp. Và đặc biệt là ở trong cái kim tự tháp này á, là nó sẽ có những cái bẫy chết người sẽ làm cho mình khó khăn hơn trong cái việc là sinh tồn. Và nếu các bạn thích video của mình thì tại sao các bạn lại không dừng video lại, like một cái để cho mình biết các bạn chính là fan chân chính của mình. Và đừng quên là đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ mình các bạn. Và hãy nhớ là xem hết video, xem hết quảng cáo, bấm một quảng cáo để ủng hộ mình. Thì bạn nào không xem quảng cáo thì chỉ cần bấm một quảng cáo ủng hộ mình là được rồi. Và một điều nữa mình muốn gọi là kêu gọi các bạn, đó là các bạn hãy vào Facebook của mình ở dưới cái phần mô tả, để các bạn có thể vào đó và kết bạn với mình và hoặc là theo dõi mình. Thì cái Facebook của mình á, thì mình sẽ thường đăng những cái tin, những cái video mới nhất trong ngày lên đó, và các bạn có thể theo dõi ở trên đó. Và các bạn hãy cố gắng là hãy theo dõi Facebook cũng như là kết bạn Facebook với mình nha các bạn. Ok, và mình sẽ để với cái phần comment luôn để cho các bạn dễ tìm. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào thử thách sinh tồn ở trong cái kim tự tháp nha các bạn. Let's go. Wow, nước mát quá. Wow, đây là một cái bạn biết mình đang làm gì không? Mình đang tắm để cho người nó sạch sẽ một tí, nó không có dơ, để khi mà vào thử thách á, nó không có bị xui. Ở cái này gọi là một cái phong thủy đó các bạn. Ok, thôi nó giỡn với các bạn thôi chứ. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào thử thách nha. Thì trước mắt các bạn đang thấy đó là một cái kim tự tháp. Đó, thì lúc đầu có lẽ các bạn hiểu nhầm là cái kim tự tháp ở trong Minecraft BE đúng không? Nhưng mà không, kim tự tháp này đúng nghĩa với kim tự tháp của Ai Cập luôn á. Để đầu tiên để mình đi xung quanh cái kim tự tháp này coi như thế nào nha các bạn. Để coi cái kim tự tháp này nó làm sao. Wow, kim nó cao lắm các bạn. Cái này cao khoảng 40 block á, rất là cao. Và mình sẽ đi xung quanh coi để coi nó còn cái gì nữa hay không. Wow, cao vãi. Cao vãi. Ok, đi xung quanh nó thì mình cũng chẳng thấy có cái gì hết các bạn ạ. Mình đi xung quanh nó mình thấy nó cũng có một kim tự tháp bình thường. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào trong cái kim tự tháp này sinh tồn nha các bạn. Ok, let's go. Vô thôi. Vô. Wow, kim tự tháp ghê vãi. Để từ từ để mình đi ra coi. Nó có hệ thống đóng mở hay các bạn. Wow, thôi ok đi vào. Rồi ok. Và đặc biệt là cái kim tự tháp này bẫy nhiều lắm nha các bạn, cho nên là mình phải cẩn thận và từ từ. Cái gì đây? Có một cái hố. Cái hố này là cái gì? Để mình xuống dưới đây xem. Có một cái rương nè. Có thể là rương đồ đấy các bạn. Một cái. What? Ok, và cảm ơn các bạn đã xem cái video tại đây ha. Thì mình chắc lẽ mình dừng video tại đây luôn chứ. Mới vô mà đã chết rồi. Độ phộng thì các bạn nghĩ thì sao? Thật sự là mình công nhận là mình thực sự mình rất là ngu luôn các bạn. Mình đã biết là trong cái kim tự tháp này nó có bẫy rồi mà mình còn lao vào mở cái rương nó ra làm cái gì không biết. Ok. Đó, thấy chưa? Hay là vai chưa? Bẫy đi các bạn. Ok, chúng ta sẽ xuống cái tầng tiếp theo nha. Wow, rất là nguy hiểm, làm sao mà có thể sinh tồn được trong đây. Rồi trong đây có đường nè, để mình đi vào đây coi có gì. Ôi, từ từ thôi, ghê lắm. Wow, ở đây có một cái rương nè. Rồi, cái rương này không biết là có gì không. Từ từ, mình sẽ đứng từ từ xa, mình mở thôi cho chắc. Mình sẽ đứng từ xa mình mở nha. Ok, yeah. Ê, vậy là cái rương này đâu có cái gì đâu. Ôi, con horse. Mày điên à, Hush? Ôi trời, Hush, các bạn ơi, mấy con Hush. Mày nè, chơi mày luôn, con Hush này nó bị cục tai các bạn. Con Hush này nó bị cục một tai kìa. Vãi. Con Hush này là con Hush bị tàn tật. Vãi thật, nó bị cục hết một tai các bạn không? Một tai mồi của nó là một tai giả. Một tai như cúp biển vậy đó, còn một tai bên kia là của nó. Ok. Rồi, mày nè, để mình giết hết cái con Hush này. Wow, thử thách khốn kiếp. Wait, hello mày. Thật sự là mình đang đánh tay không luôn các bạn. Ở đây còn con nào nữa không? Wait, còn nữa. Đậu phộng, sao ra đông vậy? Rồi xong rồi ăn hành rồi chạy. Đậu phộng, thật sự là cái này mình không biết phải nói như thế nào nữa các bạn. Sao mà nó khó thế. Mình phải đánh con Hush này sinh tồn mà. Wait, nó đâu rồi, để mình dụ nó ra. Không coi này, đâu rồi. Hello mấy anh ơi, ra đây. Ra đây. Mày nè, chết. Go, một hit chết luôn. Cái gì, Saitama. Ok, Saitama. One Burn Man. Một đấm chết luôn, ghê thiệt. Mày nè. Ho. Uầy, ra đây mày.
mày nè, solo mày luôn, solo mày luôn. Tao chấp mày, mình nó có một tay à. Tao chấp mày một tay luôn, tao đánh một tay à. Thấy không, mình đánh có một tay nó chết rồi, thấy không các bạn. Rồi ok, chúng ta sẽ tiếp tục nào. Ôi, khoan, từ. Cái này có một cái bẫy. Nhảy qua. He he, đừng có lừa anh. Rồi, để mình thử cái này là cái gì ta. Mình biết ngay sẽ là cái bẫy mà. Mình chỉ thử thôi. Nè nè, bây giờ mình nhảy qua nè. Nhảy qua cho các bạn coi nè nha. Đó, gớ, úp. Fuck. Thôi. Đánh đây chơi đàng hoàng coi. Đâu phòng sinh tồn khó vậy. Cái này thực sự cái bẫy, cái trong cái kim tự tháp này thường thường là kim tự tháp rất là nhiều bẫy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nhảy qua nè. Wait. Ok ok các bạn. Các bạn đừng có chửi mình. Thực sự mình không phải là mình cố tình mình chết đâu. Mà do mình nhảy parkour nè. Cái parkour nè, các bạn nhìn nè, đây là mình thử trước nha. Mình nhảy vậy nè, thì nó qua đi không chịu đâu. Mình nhảy thì qua không nói. Cái mình tự nhiên mình nhảy vậy nè. Đó, cái này nhảy chậm lại rồi là mình rớt. Khoan, từ từ mình bắt chớn. Bắt chớn nhảy qua cho nó chắc. Mình parkour gà lắm. Ui, ok, ngon. Qua rồi. Ok, chúng ta sẽ xuống tầng tiếp theo để mình coi tầng tiếp theo sẽ là như thế nào nha các bạn. What, cái gì đây? One level will let you pass, the other one will kill you. Là sẽ có một cái level là sẽ là một cái là cái password dành cho mình, và nếu mình chọn sai á thì mình sẽ bị chết. Ok, mình sẽ chọn mình thì thuận tới trái, mình sẽ chọn bên phải. Thử chọn bên phải coi. Bên phải nó sai rồi thì chắc chắn là chỉ còn bên trái thôi. Ok, thường thường ở giữa nó không có đúng đâu, nó chọn mình các bạn. Mình thử chọn bên trái nha. Fuck. Ok, mình sẽ đi vào. Ừ, phòng vậy là ở giữa. Vậy là mình đã đoán sai rồi các bạn. Mình đã đoán sai rồi. Oh my god. Đi vào. Ôi, quên. Trời ơi, hên quá. Còn sống. Vãi thật. Hên ở đây. Ôi, hên quá. Xém chết. Thôi, cài cậy đó đi. Vậy là chỉ còn ở giữa thôi các bạn. Ok. Ồ, ở giữa. Sao? Đúng rồi mà. À, ở đây có cái hố nè. Nhảy xuống. Trời ơi, quay từ từ. Cái hố này còn đi đâu nữa không? Ok, không sao hết. Rồi, let's go anh em ơi. What the f... Mình thề với các bạn là ức chế vãi cả cứt luôn các bạn. Thực sự rất là ức chế luôn á. Trời ơi, bẫy từ lưa hết. Ở đây có một cái bẫy nè. Vãi cả mồi thì kia. Oh my god, giờ sao đây? Nó bắt mình phải parkour qua mà mình parkour qua không được. Wey, ok, ngon, ui, đây là lava thật đó các bạn. Ở đó mình rớt xuống mình fail. Ok, bây giờ phải làm sao đây? Ở đây. Ôi, từ đây. Cho nữa thì sao? Ok, mình sẽ thử nhảy qua. Wey. Ok, không có gì hết. Ở đây thì nó sẽ còn one ray will save you. One ray will kill you. Là à, cái này á là nó sẽ có một bên. Một cái bên ở đường ray á là sẽ giúp cho mình an toàn. Còn một bên nó sẽ giết mình. Hồi nãy mình chọn bên phải là sai rồi. Mà gặp bên phải này nó có đèn sáng nữa. Rất là nguy hiểm. Có lẽ mình sẽ chọn là bên trái đi. Bên trái. Let's go. Ok. Đèn sáng là nó mở được. Ôi ui. Mình ức chế lắm luôn rồi đó các bạn. Thật sự luôn á hả. Nãy giờ mình bị cái gì đó không à. Ui quên. Mình cứ quên cái bẫy này hoài. Không. Ok, không sao. Hên là còn sống. Tưởng chết rồi chứ. Rồi, ức chế quá. Nghĩ sao mà mình chọn là hồi nãy là bên phải đã sai rồi, thì bây giờ bên trái phải đúng chứ. Cuối cùng nó cũng sai. Không, bây giờ mình phải nhảy qua đây. Ui. Ok. Quay ở cái này hồi nãy không sao. Quay nhảy ai biết được. Rồi, ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ chọn ở bên phải coi. Ủa sao không chọn được. Phải. Let's go. Oh yes. Oh yeah. Oh. Mình đang tự hỏi chính bản thân mình, có khi nào mình bị chọn hay không? Bên phải cũng chết, bên trái cũng chết. Thì giờ bên nào đây? Đậu phòng. Ức chế lắm rồi á. Thôi mình đi. Đậu phòng mình bực lắm luôn rồi các bạn. What? Tại sao bên hồi nãy mình chọn bên trái cũng chết mà bên phải cũng chết? Ok, mình sẽ chọn lại ở bên trái nè, một lần nữa nha. Again. Ok, hồi nãy mình bên phải chết rồi. Rồi quay lại bên trái rồi. Ồ, nó đang đi đâu vậy? What? Được rồi nè. What the hell?
Cái quái gì trời. Oh, ok, được rồi. So you to be defeated. Nó nói gì mình không hiểu. You can spawn as many gas. Là mình phải cần là spawn cái con gas ra. Mình phải cần điều đó. Và mình sẽ cần cái gì đây? Mình và mình sẽ, nói chung là mình spawn gas ra. Và ở đây mình thấy có một cái là get a gas tear, là mình sẽ lấy một cái nước mắt của con gas. Ok, ở đây sẽ có là spawn gas nè, spawn gas nè, get food nè, có một miếng thịt, get bowl nè, get get around. Ok, có một miếng thịt và mình đã phải bowl con gas ra. Cái này là cái gì đây? Con gạt này là cái gì ta? Mình cũng chả hiểu nữa. Ok, mình gạt xuống rồi. À, cái đó cánh cửa. Cánh cửa thôi. Wow, 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 mình đang đi đâu đây? Wow, mình đang đi đâu đây? Ở đây cứ nhìn cái chỗ này u ám ghê luôn các bạn. Wow, con gas kìa. Wow, con gas. Con gas. Ok, mình sẽ phải cần nước mắt của con gas. Đúng rồi, đúng rồi. Mày, yeah. Núp rồi, tao núp rồi. Sinh tồn. Sinh tồn siêu khó nha các bạn. Sinh tồn siêu khó. Mày nè, chết không? Ủa, mình bắn xuyên qua lửa luôn mà, xuyên qua lava luôn mà. Chết mày nè. Trúng không? Không trúng. Ê, gắt. Mày chết. Nó đâu có làm gì được mình đâu các bạn. Nó đâu dám đánh mình đâu. Ôi, không có nước mắt của nó. Ui, nó bắn mình kìa. Ở đó mà không dám. Ui, anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Đây, mình sẽ bắn xuyên cái lava này cho nó sợ. Ô, không trúng rồi. Mày. Ui, trời. Nó bắn ghê vậy. Mày ghê chưa, xuyên lava. Có gì đây? Đây này, rồi. Nước mắt của gas. Ok, mình đã có nước mắt của gas rồi. Quá easy. Phần này thì mình là chuyên gia xạ thủ mà, cho nên là mình không có ngán nào hết. Và ở đây sẽ là put the gas tea into the hopper. Là bỏ cái nước mắt con gas vào cái hopper dưới đây đúng không? Ok, bỏ vào. Go back and spawn. Gì? Nếu mà không được, nếu mà không có nước mắt con gắt á thì phải quay trở lại và spawn con gắt ra. Ok. Và wow, ơi mình có vàng nè các bạn. Đây rồi. Wow, you make it. Now you are richer than Donald Trump. Gì có ông Donald Trump ở đây nữa. What the. Ok, ở đây mình có vàng các bạn. Oh, emerald. Wow. Ôi, đây có kim cương nào mà mình lấy không được, mình không có gì để lấy hết á. Wow. Ơi, bên này cũng có gì nè. À, có kim cương, wow. Một rương kim cương luôn, vãi thật. Lấy. Lấy lẹ, mình mới cần, mình giàu, mới cần kim cương. Rồi, ok, và cái gì đây? Bấm vào cái nút này. Và ủa, trở lại này hả? Vãi. Rồi, ok. Thì nói chung là cảm ơn các bạn đã xem cái video này của mình. Và mình đã thử thách, gọi là sinh tồn ở trong cái kim tự tháp. Và các bạn thấy như thế nào? Bạn nào đã từng thử thách sinh tồn ở trong kim tự tháp rồi thì hãy comment cho mình biết nha. Và phải nói là ở đây mình phải nói mình bị troll, mình bị dính những cái bẫy mà ức chế vãi chưởng luôn á. Và các bạn hãy nhớ là ghé cái Facebook của mình, mình sẽ để ở dưới phần comment cũng như là dưới phần mô tả nha. Các bạn hãy ghé Facebook của mình, kết bạn với mình và theo dõi cái trang Facebook của mình nha. Ok, và hẹn gặp lại các bạn ở sau. Bye bye.